ẩn sau những vinh quang là sự chối từ. Đằng sau mỗi động tác điêu luyện là thất bại. Chấn thương. Nhưng không thể nào đánh bại tinh thần thể thao đường phố. Nạp năng lượng tích cực, chinh phục mọi thử thách, hụt tung mọi giới hạn, luôn chạy hết mình để trở thành nghệ sĩ đường phố thực thụ, chinh phục đỉnh cao của nghệ thuật thể thao đường phố. Red Bull tiếp năng lượng tích cực, khơi bừng chất thép của nghệ thuật đường phố. Đón xem Gala Vinh Danh Đấu Trường Đường Phố trên HTV7 lúc 22:45 ngày 13 tháng 1.